Rồi giờ đưa mẹ đi, đưa mẹ làm lại coi. Giờ mẹ để cái này ở đây nha. Rồi. Đó. Con làm mới được không? Thử làm coi. Rồi. Ngày sau nữa. Ê, không có đi ra ngoài. Ê! Cái ly, cái ly ở trên đây mà con. Nè. Cái ly nó ở trên đó, ly trên đó sao con quăng ra ngoài sân? Đâu có được. Rồi con bỏ trái banh vô đi. Bỏ trái banh vô ly nè. Trái banh đâu? Trái banh nè. Trái banh này đây nè. Lụm mấy con lụm mấy. Rồi. Bỏ vô cái ly. Bỏ vô ly. Bỏ vô cho đàng hoàng. Hộp hộp. Để vô được không? À, con giục luôn rồi. Leo 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 dạ dạ. Hộp. Học dễ em. Học con bỏ hụt mà ăn con lá gì nữa. Thôi cầm trái banh bỏ vô ly đàng hoàng. Cầm trái banh bỏ vô ly nha. Đúng rồi, lấy trái banh bỏ vô ly. No. Nghỉ chơi con ra luôn. Trả đây, không chơi nữa. Lụm trái banh lên. Nhanh lên, lụm trái banh lên. Rồi, bỏ vô cái ly cho mẹ. Bỏ vô cái ly. Ok. 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 Lụm trái banh đi. Lụm trái banh. Cho anh đâu?